Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Anh Chế. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 17 của bộ series Anh Chế Hài Hước. Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên là những tác phẩm tố tượng đi sâu vào lòng người. Vâng, từ một con lợn trông khá là hiền lành thì các cao nhân của chúng ta đã biến con lợn này trở nên nguy hiểm hơn rất là nhiều. Và con lợn này sau khi được tô đã sở hữu một nụ cười rất là nhám nhở. Còn đây là Minion phiên bản ông già khó tính. Và từ một cậu bé khá là ngây thơ đã biến thành một anh chàng trông khá là bầm trơn. Và từ một bức tượng người dơi đã vẽ thành một anh chàng người nhện. Còn đây là người dơi bị đau mắt đỏ. Và đây là một món quà khiến tất cả chị em phải rưng rưng nước mắt. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em những phiên bản siêu nhân được làm từ vỏ cua cực kỳ ngầu luôn. Còn đây là những phiên bản siêu nhân cua phiên bản lỗi. Và đây là một con rồng phương Tây được làm từ vỏ cua trông khá là ngầu. Còn đây là một con quái vật 8 chân. Còn đây là một chiếc xe mô tô được làm từ vỏ tôm hùm. Và đây là một cái bồn tiểu cực kỳ hiện đại dành cho nam giới. Với bồn tiểu này, mỗi lần đi tiểu bạn không cần phải tự cầm chim mình nữa, mà nó sẽ cầm chim giúp bạn đấy. Ui dồi ôi, dẹp mà làm từ cái xương rồng như thế này thì ai mà đi được cơ chứ. Còn đây là phiên bản Batman yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Ô, sao con sâu này có gương mặt giống Iron Man thế nhỉ? Ơ, đây là thẻ cao điện thoại, chứ có phải là thẻ cao trúng thưởng đâu. Mà lại chúc bạn may mắn lần sau nhỉ? Ảo thật đấy! Và đây là một con sư tử sau khi được gội đầu. Ôi dồi ôi, con sư tử này trông đáng sợ thế nhỉ. Và đây là một đôi dép kết hợp dẻ chùi nhà, giúp sàn nhà của bạn luôn luôn sạch bóng. Còn đây là một con dê rất lạc quan giữa bầy cá sấu. Và đây là một cái nhà lầu được làm bằng rơm, trông khá là nguy nga. Ơ, phòng trò kiểu gì mà giống cái chuông chó thế nhỉ? Xe bọc thép thì quá bình thường rồi, xe bọc băng vệ sinh như thế này nó mới ngầu. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và đây là cách tổ chức sinh nhật tiết kiệm chi phí nhất. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Còn đây là anh em cùng cha khác ông nội của chú gấu Po trong Kung Fu Panda. What the hell? Ô,
Xin giới thiệu với anh em, đây là món trứng rán vợt bóng bàn. Còn đây là món trứng cay cấp độ 7. Vâng, sau vài nét vẽ cơ bản, các cao nhân của chúng ta đã biến những con thú này trở nên ngầu hơn rất là nhiều. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Còn đây là cách phụ huynh không cho con mình chơi máy tính. Còn đây là cách để biến cái sọt rác của bạn trở thành nhà vệ sinh di động. Mày cút ra, tao không có nhu cầu kết bạn với con người. Và đây là một vòng tuần hoàn của một chai nước. Ôi dồi ôi, con sói này trông có vẻ yêu đời thế nhỉ? Con mèo này giả trấn thế nhỉ? Còn đây là hình xăm hợp thể của Son Goku và Vegeta. Còn đây là một cây hoa hướng dương không quay về mặt trời mà nó thích được chụp ảnh. Đây là cách chúa tạo ra lạc đà từ hai con đà điểu. Ảo thật đấy. Còn đây là cách để tạo ra một con khủng long. Nước mía không được làm từ mía thì nó được làm ra từ cái gì nhỉ? Ôi dồi ôi, đây là iPhone 100 mà. Và đây là máy đo calo dành cho những người có chế độ ăn kiêng. Còn đây là cách để chơi game trong khu vực game 18 cộng. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và đây là hình xăm của Luffy đang ở Guest Bar. Vâng, không có gì ngăn cản được niềm đam mê này. Nhấn đăng ký và bật chuông.